đối thủ cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự World Cup. Huấn luyện viên Andriy Jonker đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Hà Lan tham dự World Cup nữ 2023, nơi họ sẽ phải đối đầu với Bồ Đào Nha, Mỹ và Việt Nam ở bảng E. Đương kim Á quân Hà Lan, đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E, đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong bản danh sách vừa được huấn luyện viên Andriy Jonker công bố, tiền đạo Lieke Martin chính là cầu thủ nổi bật nhất trong màu áo Hà Lan. Chân sút sinh năm 1992 này khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan từ năm 2011. Sau 114 lần ra sân, Lieke Martin đã ghi được 58 bàn thắng. Cùng với Lieke Martin, huấn luyện viên Andriy Jonker cũng đặt niềm tin vào tài năng trẻ Will Captain. Ở tuổi 17, cầu thủ đang khoác áo FC Twente trở thành cầu thủ trẻ nhất Hà Lan có trong danh sách tham dự một kỳ World Cup. Lieke Martin mới thi đấu 9 trận đấu cho đội tuyển nữ Hà Lan ở các trận giao hữu trong năm nay. Còn ở cấp độ câu lạc bộ, cô gái sinh năm 2005 ra sân 59 trận trên mọi đấu trường cho FC Twente Hà Lan và ghi 3 bàn thắng từ năm 2021 đến nay. Trong khi đó, Vivian Miedema, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển nữ Hà Lan sẽ không thể góp mặt vì chấn thương. Ngoài ra, những cầu thủ từng góp mặt trong đội hình Hà Lan giành Á quân 2019 là Barbara Lohsitt-Fennakama và Senis Van Zee Sanden cũng không có tên. Trước Hà Lan, các đối thủ khác của đội tuyển nữ Việt Nam là Bồ Đào Nha và Mỹ cũng đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2023. Trong thành phần đội tuyển Bồ Đào Nha, hàng phòng ngự được đánh giá cao với bộ ba Caron Costa, Anna Boxer và Silvia Revelo. Bộ ba này thi đấu tổng cộng 427 trận cho đội tuyển quốc gia. Còn ở hàng công, Jessica Silva chơi 97 trận ghi 14 bàn là gương mặt đáng chú ý nhất. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ tham dự giải đấu với nhiều ngôi sao sáng giá, những người đã góp công lớn giúp họ lên ngôi vô địch tại Pháp cách đây 4 năm. Alex Morgan, tiền đạo đã ghi 121 bàn thắng sau 206 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Mỹ được đánh giá rất cao trong danh sách này. Cùng với Morgan, cầu thủ kỳ cựu 37 tuổi Megan Rapinoe vẫn được huấn luyện viên Vivatko Andronovski điền vào danh sách. Tại giải đấu trên đất Pháp cách đây 4 năm, Megan Rapinoe đã ghi đến 6 bàn thắng để chia sẻ với Ellen White, Anh và đồng đội Alex Morgan giải thưởng vua phá lưới của cấp nữ 2019. Ở giải đấu đó, tiền đạo kỳ cựu này cũng đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Ngoài hai cái tên kể trên, đội tuyển Mỹ còn mang đến World Cup nữ 2023 nhiều gương mặt kinh nghiệm khác như Kelly O'Hara, Crystal Dunn, Emily Sonnet, Lindsay Horan, Julius Villarreal hay Christy Miwith. Với đội hình rất mạnh, đội tuyển nữ Mỹ thực sự là thách thức không nhỏ đối với các đối thủ tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, trong đó có cả đội tuyển nữ Việt Nam. Bảng đấu được nhận định sẽ rất khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi mà các đối thủ đều được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho nhà vô địch SEA Games 32. Mỹ hiện đang là nhà đương kim vô địch và cũng đang nắm thành tích tốt nhất lịch sử World Cup nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân. Còn Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu giấc mơ lần đầu tham dự World Cup bằng màn chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22 tháng 7 tới. Tiếp đó, các cô gái của chúng ta sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Á quân Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Tất cả các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vòng đấu bảng đều sẽ diễn ra trên đất New Zealand. Trước khi bước vào giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có chuyến tập huấn bổ ích tại châu Âu. Trong chuyến tập huấn này, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu quan trọng trước đội tuyển Đức và chỉ để thua đối thủ đang xếp số 2 thế giới với tỷ số 1-2. Danh sách đội tuyển nữ Hà Lan dự World Cup 2023. Thủ môn Daphne Van Domsela, Lai Skop, Jacinta Wimmer. Hậu vệ Kirsten Kaspari, Kathleen Dijkstra, Meryl Van Dongen, Stephanie Van De Kweet, Aniek Nguyen, Lynn Wims, Dominic Janssen. Tiền vệ Daniel Van Zedok, Damaris Egurola, Jackie Gronin, Jill Bising, Sherida Spitz, Victoria Pilova, Wee Captain, Jill Raud. Tiền đạo, Esme Brooks, Lynette Dierenstein, Renate Johnson, Lieke Martins, Kazasnoy.